chừng, hãy lắng nghe lời con cái nài van. Lạy Chúa, đây tiếng con hằng tha thiết với tấm chân tình nguyện xin. Lạy Chúa, khi thương xót tâm con thua thế, nhìn chân dung Chúa bao uy hùng, Ngài tự nhân xót thương con cùng. Bước con đi luôn theo đường lối Ngài, con van nài vì Chúa rất từ tâm. Lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin đói thương nhậm lời con. Lạy Chúa, khi thương xót tâm con thua thế, nhìn chân dung Chúa bao uy hùng, Ngài tự nhân xót thương con. Chẳng u hoài lòng mong thấy thân nhân. Lạy Chúa, khi thứ con nhìn lên Chúa, nó thỏa trong tình Ngài thương. Lạy Chúa, khi thương xót tâm con thỏa thế, nhìn chân dung Chúa bao